Hi uh, xin chào tất cả các bạn. Uh, hôm nay có một cái bạn hỏi mình cái câu hỏi như thế này. Uh, bây giờ bạn ấy muốn là ghi số 1 vào trong Excel sau đó là nó sẽ tự hiện là thành 1 giờ uh, như ở trên. Đấy hoặc là ghi số 2 thành 2 giờ, ghi số 3 thành 3 giờ. Uh, thế thì mình sẽ làm cái video ngắn này để mình hướng dẫn uh, các bạn ấy uh, cho các bạn ấy biết và cho các bạn biết luôn nhé Thì chúng ta làm như sau. Thì mình có bôi màu một cái phần uh, như thế này. Đấy, một cái phần màu như thế này để cho các bạn biết là mình à, làm để cho à, bạn ấy biết và các bạn biết luôn Đầu tiên nhé, à, các bạn sẽ, ví dụ các bạn có thể bôi đen cái phần này hoặc các bạn chọn cả cái cột đấy đều được nhé Các bạn chọn cả cột đấy đều được luôn Thì sau nhé, sau đó các bạn chuột phải này và các bạn chọn là format cell Rồi một hộp thoại này hiện lên đúng không? Các bạn chọn thẻ number và các bạn chọn custom Tại cái mục uh, general này, mục thai này các bạn xóa cái chữ này đi nhé và các bạn hãy chọn cái uh, số 0 này, các bạn chọn số 0 nhé Rồi các bạn cách nó ra. Các bạn cách nó ra sau đó các bạn mở nháy kép ra, các bạn viết uh, chữ h vào đây. Đấy, nếu các bạn viết chữ h hoa cũng được luôn nhé. Rồi, uh, thì sau đó chúng ta chọn ok. Thì lúc này nhé, uh, chúng ta nhập cái số vào cái cột này thì mặc định nó sẽ có chữ h ở phía phía sau đấy cho chúng ta. Ví dụ bây giờ mình nhập số 1 này, enter. Các bạn thấy chưa? Số 2 enter số 3 enter, đấy số 4 enter. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản, đúng không ạ? Đấy. À, thì à, đây là một cái gọi là cái tình huống thực tế thôi. À, một bạn hỏi mình thì mình sẽ làm video ngắn này mình à, trả lời cho bạn ấy như vậy để cho các bạn biết luôn nhé à, Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và à, cập nhật những video mới nhất các bạn nhé.